Những ngày gần đây, Huế liên tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của diễn biến mưa lũ khắc nghiệt. Không những vậy, khách du lịch đến tham quan Huế vào dịp này cũng không khỏi ngơ ngác khi lầm tưởng mình đang được trải nghiệm ngồi thuyền ở miền Tây mùa nước nổi. Anh Nhật Tân sinh năm 1989, tới Huế đúng dịp mưa lũ dâng cao. Nhưng với vị khách người Quảng Bình, đến Huế ngày mưa vẫn có những nét thú vị riêng. Anh Tân tâm sự Mùa mưa ở Huế thường rất buồn, nhưng lại thích hợp để thưởng thức bát bún bò nóng hổi buổi sớm, rồi nhâm nhi tách cà phê thật ngon. Trong ngày, du khách vẫn có thể tham quan Huế bằng taxi. Nếu trời khô ráo hơn, khách có thể ngồi trên xe xích lô ngắm nhìn phố phường. Huế mưa làm cảnh vật thêm thơ mộng, nhưng càng khiến con người thêm nhiều hoài niệm về cuộc sống. Từng nhiều lần được trải nghiệm những ngày mưa lũ ở Huế ra sao, nhưng với anh Tân, trận mưa đêm 14 tháng 11 và dạng sáng ngày 15 tháng 11 khá khác biệt. Bị khách người Quảng Bình cho biết, không ai nghĩ tới việc nước lũ lại dâng lên nhanh như vậy. Do mưa lũ khiến mà hoạt động bị ngưng trệ, gây bất tiện vì nhiều dự định phải tạm dừng. Nhưng trong bối cảnh tình hình chung, mọi người đều chấp nhận. Từ trên cao nhìn xuống, tôi chỉ thấy bên dưới là cảnh mênh mông biển nước nên quyết định di chuyển trên phố bằng thuyền. Vào thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11, anh Tân đứng tại đường Bà Triệu. Khu vực này ngày thường vốn là nơi mua sắm sầm uất, nhưng nay nước ngập cao hơn 1 mét, khiến mọi việc di chuyển đều phải dùng thuyền máy. Ngồi trên thuyền đi lại giữa tuyến phố, anh Tân còn nói vui rằng trong khung cảnh chẳng khác nào miền Tây mùa nước nổi. Theo tìm hiểu của anh Tân, vào mùa mưa lũ, phương tiện di chuyển của người dân Huế đều là thuyền hoặc chấp nhận tự lội nước từ khu vực khô giáo. Anh cho biết đây là dịch vụ tự phát của các hộ dân sống xung quanh và thu mức phí khá cao, khoảng 100.000 đồng cho chặng đường chừng 1 km. Do một năm chỉ xảy ra một hai lần như vậy, nên người dân và du khách thường phải chấp nhận. Với một người có nhiều kinh nghiệm đi du lịch Huế, anh Tân cho rằng thời điểm thích hợp nhất để tới thăm vùng đất Cố Đô là vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Khi đó, du khách được cảm nhận một vùng đất xanh mát, thích hợp cho những chuyến tham quan các di tích lịch sử như Kinh Thành Huế, Lăng Tẩm Vua Minh Mạng, Vua Tự Đức, Chùa Linh Mụ, Chùa Từ Hiếu. Ngoài ra, ẩm thực xứ Huế cũng là điều mà bất cứ du khách nào cũng nên trải nghiệm. Vùng đất này sở hữu vô số món ăn đặc sắc như bún bò, cơm hến, bánh nậm, bánh bèo, bánh lọc, bánh khoái, nem lụi, chè hay các bữa cơm nấu theo kiểu truyền thống.